Sáng ngày 18 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai xét xử Ngô Đình Giang, Giang 36 và đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi luật sư đề nghị hoãn phiên tòa, hội đồng xét xử tạm dừng để hội ý. Sau 10 phút, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Lương tại phiên tòa có đơn xác nhận từ chối luật sư bào chữa cho mình. Các bị cáo trả lời có, vì vậy luật sư đã rời phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa hỏi các bị cáo có tiếp tục đề nghị hoãn phiên tòa hay không. Các bị cáo muốn phiên tòa tiếp tục diễn ra. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa nêu bản luận tội các bị cáo. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2019 tại nhà hàng Nam Viên và tại đường Đặng Văn Trơn thuộc xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, do có sự mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại nhà hàng Nam Viên, Nguyễn Tấn Lương cùng với Ngô Đình Giang, Nguyễn Duy Kỷ, Bùi Văn Tái, Mai Văn Căn, Nguyễn Văn Sơn cùng một số đối tượng khác có hành vi vây chặn xe ô tô do Đinh Tú Anh điều khiển chở anh Nguyễn Văn Trường, ông Huỳnh Bảo Hùng và anh Phạm Văn Hiền rồi la hét, đe dọa, đánh để buộc những người này ra khỏi xe, dẫn đến gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Nguyễn Tấn Lương giữ vai trò là người chủ dê khởi xướng và thực hiện hành vi phạm tội. Một, truy tố ra trước tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa để xét xử. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Tấn Lương cho rằng bản luận tội của Viện Kiểm sát nói bị cáo xúi giục người khác cản trở giao thông là chưa đầy đủ, không chính xác. Sau khi xô xát tại quán, bị cáo ra cửa quán thấy rất nhiều người lạ mặt. Những người này Tú Anh gọi tới trước, không phải Giang đến quán trước. Sau khi xảy ra xô xát, bị cáo và anh Lê Võ Trường Hải yêu cầu những người trên xe xuống nói chuyện. Tuy nhiên, những người trong xe hạ kính xuống, buông vũ khí ra ngoài. Những người mà cảnh sát Tú Anh gọi tới biết bị cáo nhưng vẫn hăm dọa bị cáo. Khoảng 10 phút sau Giang mới tới. Những người đó không xuống, bị cáo gọi công an Biên Hòa, quán gọi 113 giải quyết. Công an Biên Hòa và nhiệm vụ của quán khi xảy ra xảy ra phải gọi 113 để giải quyết. Đó là chuyện của quán. Thì khi một sau khoảng 15 phút thì gọi 113 đến. Thì xe Giang vào bóng bà đường. Cái này nó liên quan đến chuyện ở ngoài thị trường. Thì khi mà bị cáo muốn nói chuyện với anh Lục, ngoài việc xe của anh đi, bị cáo không biết một cái gì ở thị trường hết. Tại lúc đó bị cáo bước chạy qua cửa quán và đằng sau xe của anh là đằng sau đằng trong cửa quán. Thì khi bị cáo nói chuyện thì anh đó mới kêu là đưa điện thoại nói chuyện với Lục. Thì anh Hùng muốn nói chuyện thì lúc đó cái việc mà xe của ba và xe của anh và xe anh đi đưa thì cáo không biết. Khi chủ tọa hỏi về nguyên nhân đứng gây ách tắc giao thông là do ai, bị cáo Lương nhấn mạnh, nếu cảnh sát 113 làm đúng chức năng bảo vệ người dân thì không có gì xảy ra. Theo đó, bị cáo Lương cho biết vẫn nhận trách nhiệm nhưng xin hội đồng xét xử xem xét hành vi của mình, xem xét hành vi đúng khách quan. Viện kiểm sát truy tố bị cáo xúi giục chặn xe là chưa đúng, bị cáo không đồng ý cáo trạng hành vi của bị cáo vì liên quan đến tội danh. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.